chưa đó, anh em tối chỉ dám này, hôm nay mình sẽ trình bày với các bạn phương thức quay mèo cực chuẩn nhá. Đấy, ok. Anh đi đi anh ơi, xong rồi anh ra đây quay. Trước tiên muốn quay mèo chuẩn các bạn ạ. Rồi, đầu tiên đấy là phải đi vệ sinh nữa nhá. Thằng em vừa đi vệ sinh. Ok. Không chưa? Rồi, thằng cháu mình nó siêu siêu ngại các bạn ạ. Nên là dụ nó quay rất là khó. Vừa quay. Chính xác là vừa rồi là mình quay có quay hai cái cho hai bạn. Cũng rất là thân với mình cũng rất muốn nó tốt nhưng mà rất là tiếc là nhỏ vãi. Nên thành ra lần này là phải nhờ cao thủ quay mèo. Còn chưa rửa tay nữa. Mày đúng là cái thằng. Ok, cái này làm phép cực kỳ chuẩn các bạn nhá. Úi giời ơi. Thế mình sẽ vào mình test vòng đua một tí. Xem hôm nay nó như nào rồi nhá. Tình hình nhà rồi. Rồi ông ơi, có để trắng tên được 5.000 điểm các bạn ạ. Để ngay cho nó đỡ chói. Còn chủ yếu vòng 1 thì mình nghĩ là nó cũng rơi vào tầm khoảng 3k thôi. Đồng lắm quá. À, thằng Iscalo mày chơi à? Mình tưởng thằng Iscalo nó không chơi. Rồi, ơi ơi, con cháu bàn tay vàng nhá. Hào xanh rửa tay sạch sẽ chưa? Tay kia nữa, mày quay bằng một tay à? Ờ được rồi, à, quay đây. Người ta không phải quay cái này đâu. Ấy, tư, mày. Ông chết trời, ai mà mày quay vòng quay bút hả? Rồi, quay vòng quay đây, quay đây. Cái mèo đây. Đây này, cái nút này, cái mày kéo này. Khốn khôn mà tí. Mày mà quay sai, tao tí nữa không cho uống sở tình nhỉ? Mày tuần sau là nhịn sở tình nhá. Từ từ, bao nhiêu điểm? Từ từ thôi, rồi. Được rồi, từ từ, để mở tí tiếng lên cho nó nghe, nó xuống, ok đây. Được rồi, từ từ. Chỗ nào nhỉ? Được rồi, đấy, quay đây, tiếng nghe cho nó phê. 900, cũng tương đối được đấy các bạn ạ. 2.300 thôi, các mốc này vẫn là bình thường, nói chung mốc này nó cũng không quan trọng lắm. Được rồi, mốc này quay ngay, mấy mốc sau chú ạ, mình phải quay chậm chậm lại thôi nhá. Bao nhiêu đấy? 6.000 này, từ từ, mốc này là phải quan trọng đấy. Uống ba la chú ạ, hôm trước dậy rồi, làm đi. Thế thôi, mốc này chưa cần. Đấy, rửa tay được rồi, thơm không? Hay nào? Tương đối thơm rồi đấy. Ôi dồi ôi, 15.000. Ôi, hên phái các bạn ạ, 15.000 mốc này hên đấy. Mà tiếp, vẫn còn 2 mốc cuối. Vẫn còn 2 mốc cuối, mày cứ phải bình tĩnh, không được run. Ê, mày hại chú rồi. Cái thằng cháu thôi, nó quê. Hy vọng mốc cuối được các bạn nhá. Ôi, 6 mốc thôi cũng được các bạn ạ. Đấy, thôi coi như mốc kia mình xem là 27, mốc này là 60. 28, 60 đúng không? Thôi cũng được. Còn hơn là mình tự quay các bạn ạ. Ok, thôi cảm ơn thằng cháu nhá. Mai thích muốn ăn gì? Mai thì ăn gì? Sở tinh hay là kem? Không. Hả? Kem một con. Thích ăn cái gì? Cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi nhé. Theo dõi các bạn trong các video theo.